Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Chương trình hôm nay chúng tôi sẽ dành toàn bộ thời lượng để phản ánh phiên khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ 16 và tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, nhân dân tỉnh Lào Cai đối với đại hội. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 15 tháng 10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025 đã được khai mạc trọng thể. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng đến dự và chỉ đạo đại hội. Dự đại hội có đồng chí Hầu A Lành, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Hoàng Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước. Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Đồng chí Hà Thị Nga, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Lãnh đạo các bộ, ban ngành, các địa phương, tỉnh bạn. Các đồng chí lãnh đạo, cán bộ chủ chốt của tỉnh qua các thời kỳ. Mẹ Việt Nam anh hùng. Đồng chí Nguyễn Văn Vịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đồng chí Đặng Xuân Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, cùng 348 đại biểu chính thức đến từ 14 đảng bộ trực thuộc, đại diện cho trên 49.000 đảng viên trong Đảng bộ tỉnh dự đại hội. Phát biểu khai mạc đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Vịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, với chủ đề xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát huy sức mạnh toàn dân, đoàn kết, dân chủ, đổi mới, hội nhập, khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế, đưa Lào Cai tiếp tục là tỉnh phát triển của vùng Trung du miền núi phía Bắc. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ 16 là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là nơi hội tụ kết tinh của trí tuệ, sức sáng tạo của toàn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai. Thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, trong bối cảnh do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều tỉnh thành phố năm 2020 tăng trưởng âm, song tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2020 của tỉnh đạt 6,31%, bình quân 5 năm đạt 9,08% một năm, GDP bình quân đạt 76,3 triệu đồng mỗi người một năm, đứng thứ hai trong các tỉnh Trung du miền núi phía Bắc. Đại hội lần này có nhiệm vụ hết sức quan trọng. Trên tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, tự phê bình và phê bình, đại hội cần thẳng thắn đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, nhiệm kỳ 2015-2020. Qua đó, cần khẳng định những thành tựu đã đạt được để tiếp tục phát huy, chỉ rõ những yếu kém, khuyết điểm và nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm sâu sắc, đồng thời phải có tầm nhìn chiến lược đến năm 2030-2045 trong việc xác định phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp quan trọng, đột phá để phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong 5 năm tới. Quyết tâm đưa Lào Cai tiếp tục là tỉnh phát triển của vùng Trung du miền núi phía Bắc. Đến năm 2030, Lào Cai trở thành tỉnh khá của cả nước. Đến năm 2045 là tỉnh phát triển của cả nước. Để đại hội hoàn thành thắng lợi các nội dung chương trình đã đề ra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các đại biểu thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể, nâng cao trách nhiệm cá nhân để thảo luận và quyết định những vấn đề quan trọng của đại hội một cách sáng suốt. Lựa chọn ra những đồng chí ủy viên ban chấp hành khóa mới thực sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có năng lực lãnh đạo, bản lĩnh và trí tuệ, bảo đảm yêu cầu cả về tiêu chuẩn và cơ cấu để lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 với tinh thần đổi mới sáng tạo, vươn lên mạnh mẽ để Lào Cai tăng tốc và bứt phá mạnh mẽ trong giai đoạn tới. Cũng trong buổi sáng ngày làm việc đầu tiên của phiên chính thức, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai khóa 16 đã nghe và thảo luận cho báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 15 trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 16, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 15 trước khi đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo đại hội.
Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 15 trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025 do đồng chí Đặng Xuân Phong, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh trình bày đã nêu rõ. Nhiệm kỳ qua trong bối cảnh còn nhiều khó khăn thách thức, song Đảng bộ chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai đã đoàn kết năng động sáng tạo, tận dụng tối đa tiềm năng lợi thế, thu hút mọi nguồn lực, phát huy nội lực, đạt được những thành tựu quan trọng toàn diện, cơ bản vượt mức các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Tăng trưởng kinh tế GDP bình quân giai đoạn 2016-2019 đạt 10,08%, vượt mục tiêu đại hội. Nông nghiệp duy trì mức tăng trưởng khá, ứng dụng công nghệ cao tiếp tục được mở rộng, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung. Diện mạo khu vực nông thôn thay đổi nhanh chóng, toàn tỉnh có 54 xã hoàn thành nông thôn mới, vượt mục tiêu đại hội. Sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao. Giá trị đạt 36.180 tỷ đồng, vượt 8% mục tiêu đại hội, gấp 2 lần so với năm 2015. Thương mại nội địa phát triển nhanh, khu kinh tế cửa khẩu từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng, tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy xuất nhập khẩu hàng hóa. Du lịch phát triển nhanh, với nhiều loại hình du lịch đa dạng phong phú. Kết cấu hạ tầng đô thị được đầu tư phát triển khá, tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh đạt 26%, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng cao. Năm 2020 đạt 9.500 tỷ đồng, gấp 1,72 lần so với năm 2015, vượt 5,6% so với mục tiêu đại hội. Quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu được quan tâm, góp phần giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra. Cùng với đó, lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa được quan tâm đầu tư, nhiều chỉ tiêu đạt cao so với các tỉnh trong khu vực và cả nước. Thể dục thể thao đạt được nhiều thành tích nổi bật. Tốc độ giảm nghèo nhanh, dẫn đầu các tỉnh trong khu vực miền núi phía Bắc. Công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền các cấp được quan tâm, ngày càng vững mạnh, hiệu lực và hiệu quả. Quốc phòng an ninh được củng cố vững chắc, quan hệ đối ngoại được mở rộng. Thường xuyên chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy dân chủ, đoàn kết, thống nhất, chủ động, sáng tạo, trách nhiệm trong lãnh đạo, điều hành. Thực hiện nghiêm quy chế làm việc của Ban chấp hành, tạo đồng thuận trong nhân dân, huy động sức mạnh tổng hợp để thực hiện các nhiệm vụ chính trị, thường xuyên nghiên cứu lý luận, coi trọng tổng kết thực tiễn, kịp thời phát hiện những vấn đề mới, bất cập để điều chỉnh, bổ sung và có giải pháp phù hợp, luôn gắn kết sự phát triển của tỉnh trong mối quan hệ liên kết với vùng, cả nước và khu vực quốc tế. Trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện phải có quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt, trách nhiệm, nhất là người đứng đầu. Thực hiện tốt công tác dự báo, kịp thời nắm bắt các xu hướng phát triển mới của đất nước và thế giới để điều chỉnh linh hoạt, kịp thời, tránh tụt hậu. Quan tâm phát triển, giải quyết hài hòa, lợi ích chính đáng của các tầng lớp trong xã hội, các dân tộc, địa bàn đặc biệt khó khăn với những bước đi phù hợp, khả thi, kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng và củng cố hệ thống chính trị với phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường, mở rộng, hợp tác đối ngoại, xây dựng biên giới hữu nghị, hợp tác và phát triển. Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 15 trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đưa ra 3 mốc thời gian cụ thể. Phấn đấu đến năm 2025, Lào Cai tiếp tục là tỉnh phát triển của vùng Trung du miền núi phía Bắc. Năm 2030, Lào Cai trở thành tỉnh khá của cả nước. Năm 2045, Lào Cai là tỉnh phát triển của cả nước. Để cụ thể mục tiêu đến năm 2025, báo cáo chính trị đã đưa ra 24 chỉ tiêu chủ yếu trên tất cả các lĩnh vực với 7 nhiệm vụ trọng tâm, đó là tiếp tục xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ, củng cố xây dựng chính quyền các cấp trong sạch vững mạnh, nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý nhà nước và hoạt động tư pháp, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Đẩy mạnh cải cách hành chính đồng bộ toàn diện trong cả hệ thống chính trị, huy động nguồn lực, khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế để phát triển kinh tế nhanh và bền vững, chủ động củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự kỷ cương và an toàn xã hội, mở rộng đối ngoại, hội nhập quốc tế, xây dựng biên giới hòa bình, ổn định hữu nghị, hợp tác và phát triển. Phát huy giá trị và sức mạnh văn hóa, con người Lào Cai trong xây dựng tỉnh Lào Cai phát triển và hội nhập. Phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân. Tăng cường quản lý sử dụng hợp lý, hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng môi trường sống lành mạnh an toàn, thực hiện sắp xếp dân cư nông thôn phù hợp quy hoạch xây dựng nông thôn mới.
Nội dung báo cáo chính trị cũng đề ra hai lĩnh vực đột phá chiến lược giai đoạn 2020-2025. Phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại cả về kinh tế và xã hội, ưu tiên phát triển các công trình giao thông trọng điểm, hạ tầng đô thị lớn, hạ tầng thông tin, viễn thông, hạ tầng số, phát triển du lịch, dịch vụ, trong đó tập trung khu du lịch thị xã Sapa, thành phố Lào Cai, Bắc Hà và khu du lịch Ý Tý của huyện Bát Sát, du lịch cộng đồng và các sản phẩm du lịch bản sắc, dịch vụ chất lượng cao, hiện đại, chú trọng dịch vụ thúc đẩy nhanh tăng trưởng kim ngạch xuất nhập khẩu. Tiếp đó, Đại hội đã nghe đồng chí Nguyễn Văn Vịnh, Bí thư Tỉnh ủy khóa 15, trình bày báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 và tham luận của các đại biểu tại đại hội. Báo cáo trước toàn thể đại hội, Bí thư Tỉnh ủy khóa 15 Nguyễn Văn Vịnh khẳng định, nhiệm kỳ qua, tập thể Ban chấp hành, Ban thường vụ Tỉnh ủy đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ do Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 15 tín nhiệm giao cho. Báo cáo cũng phân tích làm rõ công tác lãnh đạo chỉ đạo của Ban chấp hành trong thực hiện nhiệm vụ chính trị về đổi mới phương thức lãnh đạo, kết quả thực hiện chủ trương xây dựng, chỉnh đốn đảng, tự phê bình và phê bình, đồng thời làm rõ những vấn đề cần tập trung lãnh đạo cho nhiệm kỳ tới. Trọng tâm là tăng cường nghiên cứu, lý luận, tổng kết thực tiễn, dự báo, hoạch định đường lối đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng, phát huy dân chủ, xây dựng đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Tiếp đó, Đại hội tiến hành phiên thảo luận tại hội trường. Đã có hơn 90 tham luận gửi tới Đại hội. Các tham luận đều thể hiện tâm huyết, trách nhiệm, gửi gắm của cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc Lào Cai đến Đảng bộ tỉnh. Với chủ đề, một số giải pháp đột phá để nâng cao hiệu quả công tác chính trị tư tưởng của Đảng bộ tỉnh trong giai đoạn hiện nay, tham luận của Ban tuyên giáo Tỉnh ủy đề xuất các nhóm vấn đề trọng tâm về xây dựng đội ngũ cán bộ tham mưu công tác chính trị tư tưởng đủ bản lĩnh, năng lực, tâm huyết, chỉ đạo, định hướng công tác thông tin, tuyên truyền, nắm bắt dư luận xã hội và phản bác quan điểm sai trái thù địch, tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn và thứ ba là tiếp tục duy trì, nâng cao hiệu quả công tác tuyên vận. Tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả công tác tuyên vận. Đây là một mô hình làm mới, sáng tạo của tỉnh Lào Cai đã được triển khai sau 10 năm. Nghị quyết chỉ thị dù có tốt đến đâu nhưng công tác tuyên truyền vận động không đến được đảng viên thì hiệu quả cũng không cao. Vì vậy, trong thời gian tới cần tập trung nâng cao hiệu quả công tác tuyên vận. Về giải pháp chiến lược và đột phá trong phát triển hệ thống đô thị và giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh Lào Cai, tham luận của Sở Giao thông Vận tải Xây dựng trình bày đề xuất nhóm giải pháp trọng tâm, đó là xác định nhiệm vụ phát triển đô thị, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông là của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, xây dựng các mô hình đột phá, xác định rõ các nhiệm vụ chiến lược cần thực hiện. Phát triển đô thị và kết cấu hạ tầng giao thông là những lĩnh vực vô cùng quan trọng, có mức độ ảnh hưởng lớn và có tính chất quyết định đến tăng trưởng kinh tế. Với những thành tựu đã đạt được trong nhiệm kỳ trước, cùng với những định hướng chiến lược và những đột phá được xác định tại đại hội lần này, tôi tin tưởng rằng Lào Cai chúng ta sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành công, đưa tỉnh Lào Cai trở thành tỉnh phát triển của vùng Trung Du miền núi phía Bắc trong nhiệm kỳ tới. Dự và phát biểu tại đại hội, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, biểu dương những thành tựu to lớn mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc Lào Cai đạt được trong nhiệm kỳ qua. Khẳng định những thành tựu này không chỉ tạo tiền đề vững chắc để Lào Cai phát triển mạnh mẽ toàn diện hơn trong những năm tiếp theo, mà còn góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội 12 của Đảng. Đồng chí cũng đánh giá cao những tồn tại hạn chế đã được Ban chấp hành chỉ ra tại báo cáo chính trị trình đại hội, nhất trí với mục tiêu, định hướng, giải pháp và các đột phá phát triển của tỉnh giai đoạn 2020-2025, đồng thời gợi ý một số vấn đề Đảng bộ cần quan tâm trong nhiệm kỳ mới. Lào Cai cần xác định rõ hơn tầm quan trọng về địa chính trị, địa kinh tế của tỉnh, nhận thức đầy đủ thế mạnh cũng như khó khăn, thách thức của tỉnh và của cả nước trong thời gian tới để nâng cao chất lượng dự báo, từ đó đề ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ giải pháp sát hợp hơn, khai thác được tiềm năng, thế mạnh của địa phương, sớm hoàn thành việc xây dựng Lào Cai trở thành trung tâm kinh tế, thương mại, du lịch, tài chính, đối ngoại của vùng Tây Bắc như Trung ương đã xác định. Cùng với phát triển kinh tế, cần hết sức chăm lo phát triển văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, giải quyết tốt các vấn đề xã hội phát sinh,
đặc biệt chú trọng lãnh đạo chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các giải pháp nâng cao đời sống của nhân dân, nhất là đối tượng chính sách và đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng chí cũng mong muốn Lào Cai cần tập trung chỉ đạo thực hiện một cách toàn diện nghị quyết của Quốc hội về chương trình trọng điểm quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Xem đây là nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới để giải quyết căn cơ những khó khăn đối với vùng miền núi, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số, thực hiện tốt nhiệm vụ giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị và hợp tác, tập trung xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đồng thời bày tỏ tin tưởng với những thành tựu đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Lào Cai sẽ thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội khóa 16, đưa Lào Cai phát triển nhanh, mạnh, vững chắc, tiếp tục là tỉnh phát triển top đầu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc, tạo tiền đề để đưa Lào Cai trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030 và trở thành tỉnh phát triển của cả nước vào năm 2045. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình làm việc phiên chính thức chiều ngày 15 tháng 10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ 16 tiến hành nội dung quan trọng, đó là quy trình bầu cử trong Đảng. Trong phiên làm việc buổi chiều, Đại hội tiếp tục phiên thảo luận tại hội trường với phần tham luận của đại diện một số đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh. Tiếp đó, thay mặt đoàn chủ tịch, đồng chí Nguyễn Văn Vịnh, Bí thư tỉnh ủy khóa 15, quán triệt nội dung quy chế bầu cử trong Đảng. Với tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, khách quan, công tâm, Đại hội đã sáng suốt lựa chọn bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 16 gồm 50 đồng chí. Đây là những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, có uy tín, năng lực, đảm bảo vai trò lãnh đạo Đảng bộ tỉnh Lào Cai trong nhiệm kỳ mới. Danh sách Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai khóa 16 gồm các đồng chí sau. Đồng chí Ngô Đức Ảnh, Giám đốc Sở Tài chính. Đồng chí Phan Trung Bá, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Đồng chí Hoàng Quốc Bảo, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy. Đồng chí Vũ Văn Cài, Giám đốc Sở Ngoại vụ. Đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai. Đồng chí Đặng Đình Trung, Phó Giám đốc Sở Nội vụ. Đồng chí Nguyễn Anh Chuyên, Bí thư Huyện ủy Bảo Yên. Đồng chí Giàng Thị Dung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đồng chí Vũ Hùng Dũng, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Đồng chí Đỗ Văn Duy, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan Doanh nghiệp tỉnh. Đồng chí Đinh Minh Hà, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh. Đồng chí Nguyễn Trọng Hải, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Xây dựng. Đồng chí Lý Văn Hải, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Đồng chí Hoàng Thị Hồng Hạnh, Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh. Đồng chí Hoàng Chí Hiền, Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đồng chí Nguyễn Duy Hòa, Bí thư Huyện ủy Bắc Hà. Đồng chí Đinh Thị Hưng, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội. Đồng chí Giàng Quốc Hưng, Bí thư Huyện ủy Mường Khương. Đồng chí Phạm Hồng Hưng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Đồng chí Bùi Quang Hưng, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường. Đồng chí Hoàng Quốc Hương, Giám đốc Sở Y tế. Đồng chí Dương Đức Huy, thành viên tổ công tác chuẩn bị đại hội. Đồng chí Nguyễn Quốc Huy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Hà. Đồng chí Nguyễn Phi Khanh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đồng chí Hoàng Đăng Khoa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lào Cai. Đồng chí Sùng An Lành, thành viên tổ công tác chuẩn bị đại hội. Đồng chí Nguyễn Hữu Long, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai. Đồng chí Lý Bình Minh, thành viên tổ công tác chuẩn bị đại hội. Đồng chí Hà Đức Minh, Bí thư tỉnh đoàn. Đồng chí Nguyễn Văn Minh, Bí thư Huyện ủy Simacai. Đồng chí Lê Quang Minh, Phó trưởng ban tổ chức tỉnh ủy. Đồng chí Hà Thị Khánh Nguyệt, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lào Cai. Đồng chí Dương Bích Nguyệt, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. Đồng chí Đặng Xuân Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đồng chí Nguyễn Văn Phúc, thành viên tổ công tác chuẩn bị đại hội. Đồng chí Lưu Hồng Quảng, Giám đốc Công an tỉnh. Đồng chí Trần Minh Sáng, Bí thư Huyện ủy Bảo Thắng. Đồng chí Nguyễn Thành Sinh, Bí thư Huyện ủy Văn Bàn. Đồng chí Đỗ Trường Sơn, Bí thư Thành ủy Lào Cai. Đồng chí Phạm Toàn Thắng, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy. Đồng chí Hà Văn Thắng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao, Du lịch. Đồng chí Trần Văn Tỏ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Đồng chí Phan Đăng Toàn, Bí thư Thị ủy Sapa. Đồng chí Nguyễn Trung Triều, Bí thư Huyện ủy Bát Sát. Đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đồng chí Giàng Xeo Vần, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai. Đồng chí Lý Thị Vinh, Phó
Phó trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Đồng chí Đàm Quang Vinh, Chánh Thanh tra tỉnh. Đồng chí Dương Hồng Yên, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh. Tiếp đó, đại hội cũng đã tiến hành phần việc quan trọng, đó là lấy phiếu giới thiệu bí thư tại đại hội. Cũng trong chương trình làm việc chiều ngày 15 tháng 10, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai khóa 16 đã tiến hành hội nghị lần thứ nhất bầu Ban thường vụ, bầu Bí thư tỉnh ủy, Phó Bí thư tỉnh ủy, bầu Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy. Sáng ngày 16 tháng 10, đại hội sẽ tiến hành bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, thông qua nghị quyết và tiến hành bế mạc đại hội. Thưa quý vị và các bạn, Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ 16 đang diễn ra đã nhận được sự quan tâm rất lớn của nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Nhiều người tin tưởng và kỳ vọng rằng đại hội lần này với những nhân tố mới, những quyết sách đúng đắn sẽ tạo ra được sự đột phá mạnh mẽ, đưa Lào Cai ngày càng phát triển. Những ngày này, các đảng viên chi bộ 5, phường Bắc Lệnh, thành phố Lào Cai dành khá nhiều thời gian để theo dõi những diễn biến về Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai, cũng như những hoạt động bên lề thông qua làn sóng của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh. Ai cũng cảm nhận được những thay đổi lớn lao của quê hương và mong rằng Đại hội Đảng bộ lần thứ 16 sẽ tiếp tục có những quyết sách đúng đắn giúp Lào Cai tạo được sự đột phá, trở thành điểm sáng trong các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc. Chúng tôi rất mong trong nhiệm kỳ tới, các đồng chí lãnh đạo sẽ dám nghĩ, dám làm và có một cái đổi mới mạnh mẽ hơn nữa trong vấn đề nhân sự, vấn đề quy hoạch đô thị sao cho khỏi lạc hậu và quan tâm hơn nữa tới tất cả những cái hạ tầng cơ sở, rồi các cái nhà văn hóa, khu vui chơi giải trí, nhà để xe. Nhiều ý kiến bày tỏ mong muốn Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ đề ra những quyết sách sát đúng, đảm bảo phát triển bền vững bằng việc kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế xã hội với an sinh xã hội, nhất là xây dựng đô thị, xây dựng văn hóa con người. Môi trường và đô thị là hai cái nó là cái đột phá mà nhận thức của nhân dân tôi là cũng rất là phấn khởi thôi. Nếu như Đảng bộ khóa tới nhưng mà đột phá được cái thành phố Lào Cai nên đô thị đại một ấy, thì nhân dân cũng được hưởng lợi nhiều và nhân dân cũng đồng thời cũng thi đua để góp sức xây dựng cái đô thị này và đồng thời là cái văn hóa của con người Lào Cai ấy, để mà hấp dẫn du lịch để đột phá thì cái này là tỉnh cũng cần quan tâm về văn hóa của cái con người Lào Cai, ứng xử làm sao cho nó đẹp. Tôi rất mong sẽ trẻ hóa được đội ngũ cán bộ đảng viên, nhất là trong ban chấp hành. Hơn nữa là các đồng chí đứng đầu trong các ban ngành tổ chức chính trị của tỉnh. Kỳ vọng nhất là các đồng chí này sẽ mang được những cái luồng gió mới, những cái nền kinh tế mới, những niềm vui mới cho các bà con dân tộc trong tỉnh nhà. Sự quan tâm của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025, thể hiện trách nhiệm và niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, cũng như những đổi mới tích cực mang tính đột phá trong nhiệm kỳ tới. Thưa quý vị và các bạn, qua các thời kỳ lịch sử, thanh niên luôn luôn là lực lượng to lớn, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhân kỷ niệm 64 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, 15 tháng 10 năm 1956, 15 tháng 10 năm 2020. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự ghi nhận về những tâm tư, nguyện vọng của thanh niên Lào Cai đối với Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025. Những ngày này, trong không khí thi đua chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ 16, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13, các đoàn viên thanh niên của xã Đồng Tuyển và các đơn vị phối hợp đang khẩn trương hoàn thành công trình tiểu công viên 26 tháng 3. Công trình có quy mô không quá lớn, nhưng là nhiệt tình, tâm huyết và sự đóng góp của tuổi trẻ, với mong muốn sẽ làm đẹp hơn cho diện mạo quê hương. Từ khi chuẩn bị cho cái đại hội, từ đại hội của cơ sở là từ địa phương, thì Đảng ủy đã chỉ đạo rất sát sao đến các mặt trận và các đoàn thể và đặc biệt là đoàn thanh niên. Nên là cái lực lượng xung kích đoàn thanh niên xã Đồng Tuyển đã rất chú trọng vào các công tác về vệ sinh môi trường tại các địa điểm
hay những cái trục đường chính, và đặc biệt là công trình nâng cấp mở rộng tiểu công viên, dự kiến cái tên tiểu công viên là để lấy tên là tiểu công viên 26 tháng 3. Dịp này, thanh niên thành phố Lào Cai có 6 công trình thanh niên cấp thành phố và 1 công trình cấp tỉnh để hướng tới chào mừng Đại hội Đảng các cấp. Các cấp bộ đoàn của toàn thành phố thì luôn tổ chức các phong trào hoạt động thi đua để chào mừng, rồi là tổ chức các công trình phần việc, cái phong trào được diễn ra hết sức sôi nổi tại các đơn vị, tại khắp 17 xã phường và các đơn vị đoàn trực thuộc. Không riêng tại thành phố Lào Cai, thời gian này cũng như suốt chặng đường đã qua, thanh niên Lào Cai luôn phát huy sức mạnh của thời đại và nhiệt huyết của tuổi trẻ, đang tích cực tham gia vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, công cuộc đổi mới, hội nhập của đất nước và của tỉnh Lào Cai, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng. Niềm tin ấy, khát vọng cống hiến ấy càng được khẳng định trong thời điểm Đảng bộ, quân và dân Lào Cai đang hướng tới Đại hội Đảng với những kỳ vọng trong nhiệm kỳ mới. Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ 16, nhiệm kỳ năm 2020-2025 là một cái đại hội rất là có ý nghĩa và quan trọng đối với bản thân tôi cũng như là các đoàn viên thanh niên của huyện Bắc Hà, và đặc biệt là các thanh thiếu niên của các dân tộc ở trên địa bàn. Và qua đây thì tôi cũng đều có những cái cảm nhận cũng như những cái sự kỳ vọng rất lớn về cái đại hội này. Qua đây thì tôi cũng rất mong muốn là tỉnh sẽ có nhiều cái chính sách phát triển tốt hơn nữa, đặc biệt là tạo công ăn việc làm cho các thanh thiếu niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trong nhiệm kỳ tới thì tuổi trẻ tỉnh nhà thì cũng rất là mong muốn Đảng bộ, chính quyền tỉnh Lào Cai sẽ tiếp tục được quan tâm, định hướng, tạo điều kiện thuận lợi cho thế hệ trẻ phát huy về tinh thần sáng tạo, khởi nghiệp và phấn đấu học tập nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ để trở thành công dân tốt, có ích cho xã hội và xây dựng lớp thanh niên Lào Cai có tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn. Tuổi trẻ toàn tỉnh cũng mong muốn rằng tiếp tục nhận được sự quan tâm hơn nữa từ các cấp ủy và chính quyền thông qua các cơ chế chính sách, tạo thêm những nguồn lực để thúc đẩy về phong trào thanh niên ngày một phát triển, tạo cơ hội để cho thanh niên tiếp tục được rèn luyện và trưởng thành, góp phần về xây dựng tỉnh Lào Cai ngày càng giàu đẹp, văn minh và trở thành tỉnh phát triển của vùng Trung Du và miền núi phía Bắc. Với lực lượng trên 143.000 thanh niên, trong đó số thanh niên được tập hợp thu hút trong tổ chức đoàn hội chiếm 70,2%. Cùng với sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền, tuổi trẻ Lào Cai có vai trò vô cùng quan trọng, đóng góp vào mục tiêu tiếp tục đưa Lào Cai trở thành tỉnh phát triển ở khu vực miền núi phía Bắc. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.